chờ bị mất cái file đó, có nghĩa là cái file mà quay cận ảnh á là bị mất, cái cảnh toàn này quay hai máy nè, em phải chuẩn bị tâm lý rồi cho hai đứa nhỏ bú lại, cũng quay ăn gian giống như đợt trước thôi. Quan trọng là cái cơ thể em có thay đổi gì không. Còn bây giờ mình thay đổi không khí bằng một cái thử thách thú vị hơn dành cho Nguyễn Phương Điền. Nói đến đây, nói đến đây thì chắc là tất cả các bạn khán giả đều biết một cái đặc sản của gương mặt showbiz, đó là những cái cuộc gọi thần thánh. Dạ, những cái cuộc gọi troll những người bạn đồng nghiệp của mình. Em thấy hầu như khách mời nào đến với chương trình cũng sợ nhất là cái thử thách này á. Nhưng mà tại vì hồi nãy chị Diệp Kim Anh đã vượt qua thử thách có phần khó nhằn rồi, cho nên là thử thách kia phải nhờ đến anh Nguyễn Phương Điền. Bây giờ anh nghĩ là mình sẽ troll một diễn viên hay là một ai trong ekip phim của mình thì được ạ. Tím đi. Tím thử gọi chị Tím thôi. Tím, Tím là tên nhân vật của chị Hà hay anh Trung Dũng? Thần Thứ Hà. Thần Thứ Hà đi ha. Chứ anh Trung Dũng hồi nãy em cũng nói chuyện, hình như anh đang trên máy bay. Dạ, rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng đợi xem anh khoan hay, nhưng mà em định hỏi là content là gì nè, định nên troll chuyện gì, chủ đề là gì mới được. Giờ anh muốn troll chuyện gì? Bây để giờ hỏi. Nó có cái câu chuyện nó lý thú như nè. Thực ra cái khó khăn mà cái đoàn phim Đứa Trời phải vượt qua là trong phim nó có hai đứa con nhỏ mà đứa 1 tháng tuổi, hai đứa là đều 1 tháng tuổi, mà hai đứa đó là khi mình lên phim trường nó quay rất cực. Quay cực lắm, có nghĩa là một đứa phải ngủ và một đứa phải khóc, mà lúc nào phải diễn viên mình nó phải đợi đợi đứa bé mà nó khóc á thì phải đợi nó ngủ rồi quay, còn đứa bé nó ngủ rồi phải quay chọc phải chọc cho nó khóc. Thì đó, nói chung là diễn viên người lớn thì bắt buộc phải chạy theo diễn viên con nít. Mà nghe đến đó là ai cũng nổi da gà hết, nó là đi quay lại đó anh nổi da gà. Để rồi. anh trôi thằng nhà. Hợp lý. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem anh Nguyễn Phương Điền sẽ gọi cho chị Thân Thứ Hà và nói câu chuyện này xem mọi thứ như thế nào các bạn nha. Hãy cùng chờ đợi. Anh nhớ mở loa ngoài nha. Ủa Hà hả? Dạ. Anh Điền nè, anh Điền nè, anh Phương Điền nè, Điền Đen. Dạ. Ủa đang đi quay hay là làm gì cưng? Em đi quay anh Điền. Vậy hả? Ồ Hà ơi, mấy nay cái phim Lưới Trời mình lên sóng được sự ưu ái của khán giả lắm. Họ cũng thích, họ cũng khen quá trời luôn. Đó. Mà ai cũng khen hình, ai cũng khen hình ảnh đẹp rồi tất cả mọi cái câu chuyện nghe cảm động lắm. Em mấy nay có theo dõi thường xuyên không? Có nhớ, nhưng mà em coi sao sáng sau em mới xem thì à. Cái giờ đó em phải cho con ngủ. Ồ, giờ cho con bú hả? Thì mấy nay đang con ngủ chứ không phải con bú. Ồ, cho con bú chứ tưởng ám ảnh đến giờ. Thì bây giờ là bây giờ nó có cái gì nè cưng, có nghĩa là cái phim mình cũng đang chiếu đến cái tập mà hai đứa nhỏ mà em là mẹ lúc khi mà Hạnh bị trầm cảm, Hạnh bỏ đi á, để lại đứa con thơ á, để lại đứa con thơ mà em phải nuôi một lúc một tay mà nuôi hai đứa con đó. Hết cho đứa này bú rồi bắt đầu ẩm đứa kia lên bú á. Thì á, là bây giờ là đang chiếu đến tập đó. Thì bây giờ nó có một cái chuyện này cũng hơi khó khăn đối với anh tí. Nhưng bây giờ trong cái mùa dịch mà bây giờ kêu em đi quay lại cũng rất là cực. Có nghĩa là khi mà về đài dẫn á, thì bây giờ nó bị mất cái file đó rồi. Đó, bị mất. Đó, bây giờ bị mất cái file đó. Có nghĩa là cái file mà quay cận ảnh á, là bị mất. Cái cảnh toàn này quay hai máy mà. Thì cái cảnh toàn là còn. Bây giờ là cảnh ấy. Thì ban giám đốc đài là yêu cầu là thôi nói với Hà đó nhín một buổi thời gian nào á là lên để bắt hai đứa nhỏ để quay lại á, và anh cũng nói rõ cái đó thì nó cũng không nặng nề với em, nhưng mà em phải chuẩn bị tâm lý về cho hai đứa nhỏ bú lại, cũng quay ăn gian giống như đợt trước thôi. Không thì anh sẽ nói Thương với thằng Quyền là cố gắng đi tìm hai đứa nhỏ giống giống hao hao vậy thôi, nhưng quan trọng là cái cơ thể em có thay đổi gì không. Ngày trước quay là nó cũng có con là nó sồ sồ á. Không, anh nhớ là đợt trước là lúc quay là cái cơ thể em nó sồ sồ á, bây giờ cho quay lại phải giữ rất co nha, cũng sồ sồ ra chứ. Hai đứa bé kia thì nó diễn tốt rồi, nó hôm bữa là trời ơi, hồi bữa quay cái cảnh đó là cũng được khen, có nghĩa là hai đứa bé nó tự nhiên lắm, em đưa cái ngực em vô là nó sực ngon lành à. Mà không biết đợt này em đưa vô là nó có đứa bé mới rồi có chịu không? Giờ không có sữa đâu anh ơi. Không có sữa. Em đẻ lần nữa. Bữa trước là tại cái giai em là em mới đẻ.
cái đợt trước á, là năm trước mình quay á, là em mới đẻ nên anh đã nhắm em vô dài đó. Bây giờ em tranh thủ em kiếm ông chồng nào ráng có con đi rồi sanh em bé liền đi, rồi anh sẽ quay anh đúp lại cái cảnh đó nha. Bây giờ là trách nhiệm anh Điền mới đi kiếm ông chồng cho em. Ôi vậy hả? Chứ kiếm chồng đâu phải dễ đâu anh. Rồi rồi. Ôi nó giỡn là bữa nào đi, bữa nào đi rồi anh thu xếp rồi cho em quay lên phim trường, quay cái quay quay An Giang thôi. Rồi anh sẽ anh sẽ kiếm một cái người đúp thế em cái cảnh đó để hai đứa bé nó coi như là nó ngậm ti nó ngủ ngon lành nha. Rồi thôi cảm ơn em nha. Rồi, rồi thôi đi quay thành công nha cưng. Rồi cảm ơn em. Đúng rồi. Ôi Duyên ơi là Duyên, dễ thương quá là dễ thương. Dạ đúng rồi, cái gì chứ cái cảnh mà quay lại với mấy đứa bé là một cảnh lắm. Rất là dạ. Sợ tại em phải hiểu rồi, nào cũng sợ. Tụi anh đó kêu hai đứa bé lên lúc 6 giờ quay cảnh đó thì cũng đơn giản cảnh cho bú hoặc cho ngủ thôi, nhưng phải đợi 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ, 2 giờ sáng dạ. Mới quay đúng cái nội dung của mình. Dạ hiểu. Thì á diễn viên là hãi hùng lắm, mũi cắn rồi bắt đầu phải ngồi mà trời, cái trời Tây Ninh tháng đó anh nói là nó nóng nó nực lắm. Mà mình đâu có thể nào mà mình ngưng lại, tại đã mình đã kêu đứa hai đứa bé lên cùng một lúc. Có nghe em cứ tưởng tượng trong quy định của kịch bản là đứa này ngủ đứa kia khóc. Dạ. Mà đứa kia khóc là đứa này ngủ. Thế đó là diễn viên mà Hà mình nó mới đúc hai đứa mình nó không biết sao nó lúng túng luôn, mà cuối cùng là làm rất tốt cái cảnh đó. Dạ. Hai đứa bé cũng làm vậy. Nên khi nó Hà ơi, nói em đi quay lại cảnh cho con là ngủ sợ lắm. Dạ.